Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Rộ tin Triệu Lộ Tư lại đóng cổ trang, có thể sánh đôi La Vân Hy hoặc Thành Nghị trong dự án khủng. Mới đây xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội cho biết, Thần Ẩn, dự án truyền hình cổ trang được đầu tư khủng đã lựa chọn Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính. Trong khi đó, nam chính của dự án hiện đang tiếp xúc với hai diễn viên đình đám là Thành Nghị và La Vân Hy. Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Khuyết Trấn do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính, có nội dung xoay quanh nhân vật A Âm, là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thế thứ 27 đầy xui xẻo, A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm Quỷ Quân, tu ngôn đòi công đạo, nay nhận được câu trả lời rằng bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở thần giới. Hoặc cũng có thể chính nàng là đại nhân vật đó, mãi về sau A Âm mới tin lời nói kia là thật, đáng tiếc tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm rốt cuộc cũng hiểu rõ là thần tiên hay yêu ma đều chỉ như hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày tan biến như nàng mà thôi. Trước đó, Poker Sứ Chúng tiết lộ, dàn cast dự kiến tham gia Thần Ẩn ngoài Triệu Lộ Tư còn có những cái tên khá quen thuộc gồm Bạch Kính Đình, Liệu Nham, Kim Hạn, Lý Trạch Phong. Triệu Lộ Tư hiện là tiểu hoa được các nhà sản xuất săn đón. Sáu tác phẩm của Trang Thạ Thí Thiên Hạ hợp tác với Dương Dương, cố tiếp tục bùng nổ danh tiếng với tinh hán sán lạn đóng cùng Ngô Lội và đang gây bạo ma nạnh nhỏ. Tuy nhiên, khán giả không mấy mặn mà trước việc Lộ Tư lại có tin đồn nhận dự án của Trang sau thời gian liên tiếp đóng phim thuộc thể loại này. Thêm nữa, diễn xuất của người đẹp cũng là điều gây lo ngại, đặc biệt khi nữ chính A Âm trong Thần Ẩn là kiểu nhân vật có nội tâm khó nắm bắt. Trong khi đó, Thành Nghị và La Vân Hy đều là gương mặt nổi bật ở dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, cả hai cũng đang tất bật với những dự án phim của riêng mình. Nếu Thành Nghị đang ghi hình Liên Hoa Lâu, thì dự án Trường Nguyệt Tận Minh rất được quan tâm của La Vân Hy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khán giả hiện mong chờ đoàn làm phim và các diễn viên sẽ sớm lên tiếng xác nhận thông tin chính thức liên quan tới dự án đầy hứa hẹn này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.